Muhanami, Muhanami. Đại đuôi đi đuôi Corona, Corona. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Shisuke của nhóm Double Wish. Hôm nay Shisuke giới thiệu về văn hóa Nhật Bản. Thì một khán giả yêu cầu hai anh giới thiệu về văn hóa Nhật Bản. Và ngay trước Thủ tướng Abe phát biểu khai báo khẩn cấp trên phương Nhật Bản, quận nhiều nhân viên công ty Nhật Bản làm việc ở nhà, Thủ tướng Abe nói là いわゆる都市封鎖のようなものではございません。Nhật Bản có thể đi mua món và đồ dùng sinh hoạt được, nhưng mà người Nhật không thể đi chơi bên ngoài. Nhưng ít có người đi chơi bên ngoài vì chính phủ không thể bắt người như này vì không có luật. Người Nhật không thể đi chơi bên ngoài, nhưng như người Nhật Bản có nhiều căng thẳng. Nhật Bản hiện nay là mua gì? Nhật Bản hiện nay là mua gì? Mua Hanami! Mua Hanami! Các bạn có biết Hanami không? Hanami là những người vừa thấy hoa anh đào, vừa ngắm hoa anh đào, vừa uống bia với bạn ở nơi gần dưới hoa anh đào. Như người uống bia nên giống như chẹt và quán nhậu, nên tôi với người Nhật rất vui và rất thú vị, nhưng mà không thể đi bên ngoài nên không thể đi Hanami. Yo Corona, đại đuôi đi đuôi Corona, Corona. Nếu người ta đi đến nơi có nhiều người thì sẽ bị nhiễm, nên không thể đi bên ngoài. Nên bây giờ mọi người chỉ xem hình hoa anh đào. Shisuke giới thiệu nơi Hanami đó là Kumamoto-jo là một thành phố ở Nhật Bản. Quê Shisuke, Kumamoto-jo là thành Kumamoto rất đẹp. Khoảng 400 năm trước, Kumamoto-jo được xây dựng. Thành Kumamoto là biểu tượng nam nên trong cô bé mà hoa anh đào đẹp như phụ nữ, nên mọi người có thể ngắm phụ nữ và nam cảm thấy tuyệt vời, nhưng mà không thể đi chơi bên ngoài do dịch Corona. Tao sẽ Corona. Hơn nữa có những nơi Hanami ở Nhật Bản, công viên Hirosaki và núi Yoshino và sông Meguro vân vân. Nếu các bạn đi Hanami thì hãy viết comment nhé. Các bạn cũng giới thiệu nồi Hanami. Ok, hôm nay xong rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Bye bye.